Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em thanh lý cho các bác ba kiếm ly đều của thương hiệu Onkyo, và ba kiếm ly này đều là dòng hàng xuất châu Âu, điện 220V. Thì đầu tiên con ở giữa này thì tình trạng các bác này, bật nguồn lên chỉ báo mỗi cái đèn vàng lên này, nó không lên cái gì cả. Em thanh lý cho các bác với giá là 600.000 đồng. SR308, đây là dòng xuất châu Âu. Nội thất thì em cam kết cho các bác là nguyên zin, chưa đồng chạm cái gì cả. Dây nguồn thì nó cũng bị cắt đây này, đây phải cắm cái dây khác vào để cho nó báo cái đèn đèn nguồn. Thông số của âm ly này, Onkyo này, điện 220V đến 240V, công suất là 340W, made in Malaysia. Đây là dòng âm ly 5.1. Trở kháng ở đây thì đều từ 6 đến 16 ohm này. Có cả cổng quang này, hai cổng quang này, cổng analog rất là nhiều này. Đấy. Đây là hàng xuất châu Âu. Đấy, cắm điện báo mỗi cái đèn vàng đây thôi. Đấy, có phần tông này, chỉnh bát chéc này. Đấy. Còn em thanh lý các bác giá là 600.000 đồng các bác nhá, giá không bao ship. Để các bác mày mò tìm hiểu thêm. 600.000 đồng các bác nhá, 600.000 đồng. Size toàn là size 43 các bác nhá, size chuyên dụng hết, size 43. Báo mỗi cái đèn vàng thôi, giá 600.000 đồng các bác nhá. Tiếp đến là một con Onkyo NR509. Đây là cái dòng có cả USB, FM thì có cả tần số 1.8 này. Con này thì cũng lên nguồn này, đóng này công suất nhưng mà lại không hát các bác nhé, vẫn đóng này công suất nhưng không hát. Nội thất thì vẫn là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Đây, Onkyo AC điện từ 230V, 230V công suất 370W, made in Malaysia. Trở kháng 6 đến 16 ohm, dòng âm ly 5.1. Có hai cổng giải mã quang. Analog chỗ cả FM. Con này thì đấy, tình trạng là lên nguồn, đóng le nhưng mà lại không hát các bác nhá. NR509, một chỗ dòng Onkyo có cổng USB phía trước. Có chỉnh bát chéc này. Đấy. Con này thì em đang thanh lý cho các bác với giá là 900.000 đồng. Đấy, các bác về xuất cái mua đen này ra, thông số ở trên mạng và đây chị em báo tình trạng là lên nguồn này, đóng này không xuất nhưng mà lại không ra tiếng các bác nhé. Giá là 900.000 đồng, xả lỗ cho các bác luôn, một dòng âm ly đời cao của Onkyo các bác nhá, 900.000 đồng không bao ship. Tình trạng này các bác nhá, cắm nguồn đóng này nhưng mà không cắm các cái tín hiệu vào, không ra tiếng đâu. Size cũng là size 43. Cuối cùng nó có một con âm ly này thì tình trạng nó đang hát đây. Đấy. Nhưng mà có cái là có lúc bật nguồn lên nó lại không hát đâu các bác nhé. Đấy. Rất là buồn cười. Toàn những cái bệnh âm ly đấy. Đây. Đang test vẫn ra tiếng đây các bác nhé. Có chỉnh bát chéc ở đây. Đấy. Test cổng quang đây. Đây là cổng quang các bác nhé. TV cổng quang giải mã nó vẫn hát ra tiếng đây. Đấy. Quạt tản nhiệt này, máy móc vẫn zin nguyên bản này. Dòng này dòng 7 kênh, đánh rất nhiều sò, 14 sò. Test các kênh đều ra hết rồi các bạn nhé, 7 kênh test ra tiếng hết. Đấy, vẫn đầy đủ 7 kênh. Nhưng mà có lúc bật lên nó lại không hát các bạn. Đấy. Đang test giải mã quang đây. Đấy. Thông số của âm ly thì đây, điện 220V đến 240V, công suất 620W, made in Malaysia. Trở kháng con này thì từ 4 đến 16 hoặc 6 đến 16. Đầy đủ hết các cổng analog, giải mã, FM đầy đủ hết. Tình trạng con này đây em báo rõ luôn là có lúc thì bật lên thì lúc hát, có lúc bật lên thì lại không hát các bác nhá. Đấy. Em thanh lý cho các bác con này giá 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng các bác nhá. Đấy.
lúc này thì rất là đẹp quan, rất là hát, nhưng mà có lúc nó lại không hát. SR608 quá nhá. Đấy. SR608 giải mã quang đầy đủ hết. Tu nơi con này thì cũng có 1.8. Thanh lý cho các bác là 1.500.000 đồng. Không biết nó có lỏng ở đâu không, nhưng mà em test thì thỏa test nó lại bị như thế các bạn ạ. Đấy, có cả FM, một đài FM đầy đủ này, có lúc bật lúc hát lúc không. Đấy, giá thanh lý 1.500.000 đồng. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22 555. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.